Xin chào mọi người. Thị trường âm thanh hiện tại thì vô cùng đa dạng, nhưng mà cũng không kém phần kỹ tính. Và nắm bắt được xu hướng đó thì các hãng thiết bị âm thanh cũng đã trang bị cho mình những cải tiến tối ưu làm sao để hài lòng được nhất người dùng. Một trong những thương hiệu được người dùng đánh giá cao trên thị trường hiện nay đó chính là Sennheiser, với những cải tiến về công nghệ cũng như là mẫu mã. Và để minh chứng cho điều đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm, đó là bộ thu phát không dây EVK100G4835 với những tối ưu và được người dùng đánh giá vô cùng cao. Mở hộp thì mình đã có được các sản phẩm như các bạn thấy ở đây. Thì với bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm chính, đó là bộ thu EM100G4, thứ hai đó là bộ phát không dây SKM100G4 kèm với đầu mic MMD835. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá từng sản phẩm. Ta-da! Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá sản phẩm, đó là bộ thu EM100G4 của hãng Sennheiser. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy từ ngoại hình của sản phẩm rất là trang trọng và tinh tế. Một cái sản phẩm khiến mình cảm thấy rất là ưng ý ngay từ cái vẻ bề ngoài rồi. Về phía mặt trước của sản phẩm thì sẽ có các phím chức năng. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là nút nguồn, được ký hiệu bằng cái nút màu đỏ như thế này để chúng ta có thể dễ nhận biết. Bên cạnh đó đó là nút setting. Nút set này thì chúng ta sẽ chọn các kênh. Đây là nút SC là hiển thị với chức năng là thoát. Phía dưới là phím sync, có chức năng là đồng bộ tần số giữa bộ thu và bộ phát. Và bên cạnh đó là nút điều chỉnh tăng giảm hoặc là trỏ trên dưới tùy theo chúng ta lựa chọn. Và đây chính là màn hình hiển thị LCD, hiển thị các thông số cần thiết để giúp cho chúng ta theo dõi được tốt hơn và linh hoạt hơn. Ok, về mặt sau của sản phẩm thì các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây đó là hai chiếc anten được ký hiệu là anten 1 và anten 2. Và khác với nhiều các thiết bị khác thì sản phẩm của Sennheiser sẽ có hai cổng data ở phía đằng sau này. Và bên cạnh đó là cổng đầu ra chuẩn TRS. Và đây là cổng chuẩn đầu ra XLR. Còn đây là cổng DC in 12V 300mA. Và phía ngoài thì có một gờ như thế này giúp chúng ta cố định dây nguồn. Ok, như vậy là mình đã review qua về ngoại hình và các phím chức năng của sản phẩm bộ thu. Sau khi nhận diện về ngoại hình cũng như các phím chức năng của bộ thu thì để đánh giá về hiệu năng cũng như là những đặc điểm ưu việt của sản phẩm này, đầu tiên chúng ta phải kể tới đó là khả năng kết nối giữa bộ thu và bộ phát thông qua hồng ngoại. Đây là một trong chức năng vô cùng hiện đại được Sennheiser cập nhật với sản phẩm của mình để khác với các sản phẩm cùng phân khúc. Với những tính toán kỹ lưỡng và thông minh của các chuyên gia đến từ Sennheiser thì sản phẩm còn có khả năng tương thích với các sản phẩm trước đó, các thế hệ cũ hơn cùng với dòng của Sennheiser, giúp cho chúng ta có thể sử dụng các thế hệ khác nhau nhưng vẫn cùng một chức năng cũng như là cùng cái độ tương thích đó.
Tính năng tiếp theo của sản phẩm đó là phân bổ lên tới 12 người thông qua chức năng liên kết mới. Phạm vi phát sóng rất là xa, lên tới 100m. Công suất chuẩn đầu ra RF cao, lên tới 30mW. Một tính năng được đánh giá cao của sản phẩm đó là phân bổ tần số nhanh lên tới 12 bộ nhận thông qua chức năng liên kết mới. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá bộ phát không dây SKM100G4. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra để cho các bạn cùng xem ngoại hình của sản phẩm này như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cảm giác mà mình cầm cái sản phẩm này. Khác với các dòng như là Shure hay là Toa thì sản phẩm này mình cảm giác nó rất là đầm tay, nó rất là chắc. Và tất nhiên về thiết kế thì rất là vừa tay rồi, mình nghĩ là sẽ vừa với rất là nhiều người sử dụng khác nhau. Và thiết kế của sản phẩm này đặc biệt ở chỗ đó là cái vỏ của nó thì được thiết kế từ kim loại nên rất là chắc. Và mình nghĩ đây chính là lý do mà chúng ta cầm sẽ cảm giác nó đầm tay hơn. Về đầu mic thì có một cái thiết kế rất là truyền thống, cổ điển nhưng mà cũng không kém phần tinh tế và trang trọng. Đặc biệt với thiết kế này thì chúng ta có thể linh hoạt thay đổi cũng như là đổi các đầu mic qua các dòng và để nâng cấp nó một cách dễ dàng hơn với cái dòng Sennheiser như thế này. Và một điểm cộng cho sản phẩm này là có màn hình LCD hiển thị ở ngay bên ngoài giúp chúng ta có thể tương tác với sản phẩm một cách dễ dàng. Và một điểm mà bản thân mình cảm thấy rất là ưng ý đó là cái nút nguồn của sản phẩm thì được thiết kế rất là tinh tế. Nó chỉ là một nút rất là nhỏ ở phía dưới này thôi. Bởi vì sản phẩm này có một đặc điểm nổi trội so với các sản phẩm cùng phân khúc, đó là có khả năng kết nối với bộ thu thông qua hồng ngoại. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong sản phẩm sẽ có gì đây. Mình sẽ cùng mở ra cho các bạn xem. Wow, thiết kế của sản phẩm độc đáo ở chỗ là cái phần pin chúng ta sẽ không tháo rời được, khác với những cái sản phẩm mà mình vừa giới thiệu trước đó, đúng không? Về phần pin thì chúng ta sẽ dùng hai viên pin AA để duy trì sự hoạt động của sản phẩm. Đây, và việc lắp đặt thì chúng ta chỉ cần mở cái khay này lên và chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Ok, và trong bộ sản phẩm này thì hãng đã trang bị sẵn hai viên pin AA và mình sẽ cùng lắp thử luôn để cho các bạn nhìn thấy nhé. Ok, với thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ cùng lắp thử viên pin vào trong. Đây chính là pin của hãng Sennheiser tự sản xuất, sẽ được đi kèm với sản phẩm luôn. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần lắp vào như thế này. Ok, đóng lại và xoay lại như thế này. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này và kết nối với bộ thu cách dễ dàng. Một chức năng mà được người dùng rất là yêu thích ở sản phẩm này đó là ngắt tự động Pilot Tone giúp loại bỏ nhiễu sóng RF khi tắt thiết bị. Chị cảm thấy là cái trải nghiệm vừa rồi với chiếc mic Sennheiser này như thế nào ạ? Với bài hát vừa rồi ạ? Thì mình rất là thích hát. Bình thường thì mình cũng hay có nhiều, mình hay thử và trải nghiệm nhiều loại mic. Thì với cái dòng mic Sennheiser này thì mình cảm thấy là âm thanh rất là chân thực và trong sáng. Thì cái giọng của mình nghe qua mic thì
mình rất là thích. Mình tin là đây là một cái lựa chọn rất là tốt đối với những người mà yêu thích ca hát. Em cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Chị Dương là một người đang tìm kiếm một cái thiết bị để phục vụ cho cái nhu cầu ca hát của mình, đúng không ạ? Và tại chương trình audio thì chị đang trải nghiệm cái loại mic đó là thuộc dòng của Sennheiser. Và đây là một cái loại mic cao cấp và rất là phù hợp cho những người yêu nghệ thuật, yêu ca hát như chị Dương. Và như các bạn có thể nghe là một đoạn chị Dương vừa hát, vừa trải nghiệm với sản phẩm này. Và cái âm thanh nghe được thì mỗi người chúng ta sẽ đều cảm nhận được. Còn phía của em thì em cảm thấy là đúng là cái âm thanh của nó rất là trong trẻo, rất là chân thực, đúng không chị? Mà không bị kiểu bị méo tiếng hay là bị rít hay bị rè gì, đúng không ạ? Và chị cảm thấy hài lòng khi mà chị chấm điểm cho sản phẩm này thì chị chấm được khoảng bao nhiêu điểm? Để chấm điểm cho sản phẩm thì chắc là mình sẽ chấm điểm 9 cho sản phẩm này. Mình kỳ vọng là hãng Sennheiser sẽ có nhiều cải tiến nhiều hơn trong cái dòng mic này. Em cảm ơn chị Dương rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi và hy vọng là các bạn cũng có những cái nhìn nhận chân thực từ cái chia sẻ cũng như là từ trải nghiệm của chính khách hàng ở tại chương trình audio. Em cảm ơn chị Dương rất là nhiều và chúc chị có những cái trải nghiệm cùng với Sennheiser cũng như cùng với chương trình audio của bên em ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe và trải nghiệm ca hát đến từ cái sản phẩm đó là Sennheiser EPK100G4835. Đây được coi là một trong những sản phẩm huyền thoại của hãng Sennheiser, được rất là nhiều người yêu thích. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu dành cho công việc hay đơn giản chỉ là sở thích ca hát thì đây thực sự là một sản phẩm dành cho bạn. Vừa rồi chúng ta đã được trải nghiệm các hệ thống thu phát không dây, thực sự rất là chân thực và thú vị đúng không? Trong mỗi video thì chương trình audio luôn muốn mang tới cho các bạn những thông tin bổ ích cũng như trải nghiệm thú vị nhất. Nếu như các bạn còn câu hỏi lăn tăn nào thì hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 hoặc để đặt hàng hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.